giới thiệu mình cao 1m78, nặng cũng 78kg. Ồ, một thân hình lý tưởng ấy nhỉ. Đâu anh đứng dậy, anh đi một vòng cho mọi người xem nào. Anh đi vòng qua bên kia, vòng lại. Đó, đi vòng qua. Ồ, nặng 78kg, cao 1m78. Ồ, trời trời trời. Rồi, quay ở đây anh. Trời ơi, tướng là tướng, cũng quá chuẩn luôn ạ. Rồi, xin mời anh nào. Trời ơi, tướng này đúng là tướng người mẫu rồi. Thế là anh chỉ cần một người phụ nữ mà trên 1m5 là được rồi. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đang sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắc tình lại buồn hay sao, khi ta đã nguyện một đời yêu em. Dù cho lén son trên phôi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù cho năm tháng phôi pha. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay anh em mình có tiếp nhận một câu chuyện của một anh trai to con đẹp trai đang sinh sống tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, và lên chương trình nhờ anh em muốn tìm giúp cho một nửa yêu thương, và cái yêu cầu của anh cũng hết sức là đặc biệt. Thì xin mời quý vị các bạn đón xem sau ít phút. Thì trước khi đi vào cái câu chuyện này, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, chồng bỏ đi, con cái bỏ đi, và ai muốn tìm một nửa yêu thương của mình, muốn làm mai làm mối, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời toàn thể mọi người lắng nghe chi tiết cái câu chuyện ngày hôm nay. Rồi, xin chào anh nhé. Rồi, trước hết thì anh cho anh em ở đây cũng như là quý vị khán giả biết là anh tên gì và bao nhiêu tuổi rồi. Anh tự giới thiệu, anh tên là Nguyễn Duy Trúc, sinh năm 1972, hiện nay đang sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. 52 tuổi. Rồi, thế thì anh đến với chương trình ngày hôm nay á, anh muốn nhờ anh em chia sẻ cho anh để anh tìm một người phụ nữ để gắn bó lâu dài. Thì trước hết thì anh cũng chia sẻ một chút về cái thông tin cá nhân, với như cuộc sống của mình, để cho các chị, các cô có thể nắm được biết nào. Anh nhìn thẳng vô màn hình cái này. Thì lời đầu tiên cho gửi lời chúc sức khỏe của mấy anh em YouTube, làm kênh YouTube. Mong các anh em được một ngày có một ngày phát triển, làm ăn một ngày lan tỏa. Rồi anh hiện tại giờ anh đang sinh sống tại đâu? Tại Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi, thế thì mình anh đang làm công việc gì? Hiện nay là đang làm trong công ty. Làm công ty hả? Hôm nay anh lên chương trình thì anh muốn kết nối một người phụ nữ. Thì anh có yêu cầu là một người phụ nữ đó là trong độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Nói đúng là bây giờ thì tìm người chừng khoảng trên 40 đổ lên. Trên 40 là được ha. Khoảng tầm 40 đến 70 là ok. 60 được không? 40 cho đến 43, 42, 40 cho tới 60 đổ lại đi. Tình yêu quan trọng gì tuổi tác đâu. Thế thì trước đây anh làm cái cuộc sống nó như thế nào, anh có thể chia sẻ hôn nhân gia đình của mình là để cho mọi người có thể nắm, các cô các chị nghe có thể đồng cảm với mình, rồi có thể liên hệ với mình ha. Nói chung là trước kia thì là anh kinh doanh, kinh doanh nói chung là đủ mọi mặt nữa. Cái mặt hàng nào cũng có hết. Anh kinh doanh là anh kinh doanh gì? Thịt heo cũng có, nói chung là đủ các món rồi. Sau này đang kinh doanh thì bà xã bệnh mất, thế là chuyển sang mô hình bán mở các quán ăn, quán nẩu này kia. Nhưng mà công việc nó không có thuận tiện, là anh đã thất bại hết. Anh đã từng là chủ,
Và anh mở mấy cái cửa hàng là cửa hàng quán gì? À, lẩu bò rồi bún bò. Nói chung các món ăn là nấu hết được. Vậy anh giỏi nha. Vậy là mình hồi trước mình mở những cửa hàng đó ở đâu? Tại Biên Hòa Đồng Nai. Tại Biên Hòa Đồng Nai thì cái quy mô của mình lúc đó mình muốn bán nhỏ hay là lớn luôn? Cũng quán to cũng có, quán nhỏ cũng có. Thế là do sao mà bây giờ mà mình là không có làm cái đó nữa? Bởi vì nói chung là tự buôn bán nó không có thuận lợi đâu mà chán thì dẹp đấy, thì giờ đi làm. Cũng mong làm sao mà lên kênh này mà kiếm được cái người nào mà biết buôn bán phù hợp với mình thì càng tốt, ok. Là về mình có thể kết hợp với nhau rồi buôn đúng bán rồi, tiếp. Đúng rồi. Chứ còn cái máu đam mê kinh doanh chắc là vẫn còn ha. Vẫn còn. Hồi trước thì anh có thể chia sẻ, có anh mở được cái quán gì mà gọi là to nhất mà anh đã từng vận hành? Thì nói chung là mở từ ở bên đường Võ Thị Sáu, rồi loanh quanh mở bên đường chỗ Ba Phú Đôn này kia này. Đây là cái quy mô cái quán mà đã từng to nhất là khoảng bao nhiêu bàn, bao nhiêu mét vuông anh ạ? Chừng khoảng 40-50 bàn. Vậy là anh thuê mặt bằng ở đó hả? Thuê mặt bằng. Thuê mặt bằng đó, hồi đó thuê một tháng bao nhiêu tiền cái mặt bằng đó? Cũng 7-8 triệu cũng có. Vậy là mặt bằng cũng lớn rồi ha. Hồi đó mình kinh doanh có ổn không? Nói chung cũng đang ổn, nhưng sau này tự mình không có xem để ý cái hướng của mình làm ăn ấy, thì cứ nghĩ mặt bằng nào cũng bóng mặt bằng nào. Nhưng mà đâu có ngờ đâu mà nó không có đúng hướng, thế là đều thất bại hết. Có nhiều thất bại. Thế thì anh hồi đó mình vợ mình á, anh có chia sẻ là đã mất rồi, thì vợ mất lâu chưa? Mất được cách đây gần 7 năm rồi. Gần 7 năm rồi. Và là từ lúc đó tới giờ là mình cũng sống độc thân luôn. Sống độc thân. Rồi. Anh được mấy người con? Hai người con. Còn lớn hết chưa? Một cháu lớn 23 tuổi, năm nay 23. Cháu bé năm nay 17 tuổi. Là bây giờ hiện tại đang sống với anh hả? Hay là các cháu ở riêng rồi? Vẫn ở chung. Vẫn ở chung với anh ha. Rồi. Thế thì bây giờ hôm nay mình cũng lên đây mình tìm hiểu một người phụ nữ để có thể là sống lâu dài với mình. Thì anh có đặt ra một cái chỉ tiêu nào đó với cái người phụ nữ mình cần tìm không? Nói chung là mình lên đây yêu cầu thì cũng không có yêu cầu cao đâu. Chỉ có cần cái người nào mà cũng đại khái nhìn cũng được thôi. Chứ không có đẹp hay là gì nữa đâu, giờ già rồi. Giờ chỉ đại khái là hai người mà hợp với nhau mà hiểu cái hoàn cảnh thì đến với nhau thì nó dễ thôi. Cứ hiểu với nhau là được rồi. Độ tuổi thì từ 40 cho tới 60 đổ lại. Đúng rồi. Còn hiểu nhau là được, không cần đẹp. Thế có cần đúng chiều rồi. Cao, cân nặng gì không? Thì nói chung là cũng cứ khoảng trên 1m55 đổ lên cũng được. Anh giới thiệu sơ về bản thân anh coi chiều cao cân nặng như thế nào? Mình tự giới thiệu mình cao 1m78. Nặng cũng 78kg. Một thân hình lý tưởng ấy nhỉ. Đâu anh đứng dậy anh đi một vòng cho mọi người xem nào. Anh đi vòng qua bên kia vòng lại. Đó, đi vòng qua. Nặng 78kg. Cao 1m78. Trời. Rồi quay ở đây anh. Trời, tướng là tướng đúng quá chuẩn luôn á. Rồi xin mời anh nào. Trời ơi. Tướng này đúng là tướng người mẫu rồi. Thế là anh chỉ cần một người phụ nữ mà trên 1m5 là được rồi. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Trời ơi. Thế thì về cái tính cách thì anh muốn một người phụ nữ như thế nào? Nói chung là chỉ cần người phụ nữ hiền lành mà biết hai vợ chồng có tiếng nói chung là đủ rồi. Chứ chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe là được rồi. Mấy này hiểu cái hoàn cảnh là được rồi. Có phải cần cái công việc hay là cái điều kiện kinh tế gì đó không? Không, chỉ cần hai người mà hợp tác làm ăn là được rồi. Chỉ cần một người phụ nữ gọi là ngoan hiền và chịu làm ăn. Đúng rồi. Thì anh muốn là ý là anh tìm một người phụ nữ như thế để nó cùng với lại cái sở thích của anh là kinh doanh.
Đúng rồi. Thì có thể là gắn kết vừa yêu thương mà lại vừa cùng một cái sở thích thì nó sẽ bền vững hơn, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh này anh muốn như vậy. Ừ. Nếu mà anh tìm một người phụ nữ thì anh có ở khu vực nào không, hay là ở bất cứ ở đâu cũng được? Nói chung trong vòng Đồng Nai mình đi. Ừ, thì trước mắt thì là ở Đồng Nai được thì tốt, còn nếu mà ở được những tỉnh thành khác nữa thì cũng được ha. Cũng được, không thành vấn đề đâu. Ừ. Tại vì tình yêu mà cái khoảng cách tìm hiểu nếu mà hợp thì tiến tới. Ở đâu mình cũng thể làm ăn được hết ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đất lành chim đậu mà bất cứ chỗ nào. Thế thì ví dụ như những người phụ nữ khác mà chẳng hạn như ai mà cũng có con cái rồi này kia thì anh có sẵn lòng đồng ý mình nuôi con chung không? Nói chung bây giờ con nào cũng là con, nếu mà thương mẹ thì thương con luôn, tất cả đôi bên phải hòa đồng chứ. Nếu mà mình mà thương mẹ mình không, mình không thương con thì đâu có được đâu. Con nào cũng là con thôi, mình thương nó thì mai mốt nó thương mình lại thôi. Thế trước đây á, anh cái sở thích của anh là như thế nào, hoặc bây giờ thì nó vẫn như thế hay nó có thay đổi không, có thể chia sẻ một chút cho mọi người biết nào? Thì nói chung là cũng dễ sống lắm, không có khó đâu. Nếu mà thí dụ như mà hai vợ chồng thí dụ buôn bán, thích là hai vợ chồng buôn bán thí dụ cuối tuần này thì có thể là dẫn nhau đi cà phê, phòng trà, xả chép cho nó khuây khỏa chứ. Bây giờ cái tuổi của mình là cũng lớn tuổi rồi, làm thì cũng mà có sức khỏe chứ đâu có phải làm bạt mạng như ngày xưa nữa đâu. Lại thì mong sao cái người phụ nữ ấy hiểu là được rồi, mới lại đừng có ghen tuông là được rồi thôi. Là thế thôi, thích đi phòng trà đồ này kia ha. Mà anh mới cũng 50, ngoài 50 thì vẫn còn trẻ, nói chung là độ tuổi này vẫn còn trẻ. Thì nói chung muốn làm cái gì làm cũng phải cho vợ đi đi xả chép cái kia, thí dụ làm bao nhiêu làm, thí dụ lâu lâu thì có cái điều kiện thì đi du lịch chơi chỗ này chỗ kia. Vậy thôi chứ cũng đâu có đòi hỏi gì nữa đâu. Chung là anh cũng nghe tâm sự thì có vẻ là cái tư tưởng của anh cũng thoải mái. Đúng không, không có phải là một mẫu người đàn ông mà gò bó quá trong cái khuôn khổ. Đây rất đơn giản lắm. Được cái là không có rượu chè, không có thuốc lá, cũng không có rượu cờ bạc, gái gú gì cả. Vấn đề đây là yên tâm. Chỉ có lâu lâu là thích đi giải trí chút xíu về cái nhà cà phê cà pháo ha. Thế anh hay đi ca hát hả? Đúng rồi, cũng có đi xả chép thôi. Ồ, thế chắc anh hát cũng hay em hả? Cũng tạm tạm thôi. Thế hôm nay thì nhân dịp lên chương trình này, anh có thể gửi đến quý vị khán giả cũng như là gửi đến các chị, các cô một ca khúc nào đó làm quen ban đầu. Rồi, thôi thì là mình sự giới thiệu, mình xin hát một bài gửi đến cộng đồng mạng. Một đoạn ngắn thôi. Chờ đông. Xin mời cộng đồng mạng cùng lắng nghe. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đang sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông ái ân em đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắc tình lại buồn hay sao? Khi ta đã nguyện một đời yêu em, dù cho lén son trên phôi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù cho năm tháng phôi pha. Xin hết. Rồi, khá là hay. Rồi anh hát một giọng hát ngọt ngào và cũng truyền cảm. Anh chắc cũng thích hát ha. Nói chung cũng thích cũng hát. Anh hát rất là hay và truyền cảm đó. Thì cũng mong là bài hát này cũng tặng đến cho các cô, các chị, những người mà đang cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thế hôm nay anh đến với chương trình á, anh cứ chia sẻ thẳng thắn ra cái quan điểm của mình, cái sở thích, sở trường, ưu điểm, nhược điểm gì đó mình cứ chia sẻ ra để cho mọi người biết, như các chị nào biết có thể liên hệ với mình thì nó sẽ tốt hơn, khỏi mất công rồi về sau này về nó mất thời gian tìm hiểu. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy anh có cái ưu điểm gì và cái nhược điểm gì anh có thể chia sẻ một chút không? Nói chung là chỉ có cái hay là ưu điểm đi. Ưu điểm mà có cái hay tìm người. Hay tin người là sao? Tin người thật thà, giúp đỡ người bị ăn cắp, bị lừa. Là sao anh có thể chia sẻ chi tiết hơn tí? Thì nói chung là cũng giúp đỡ người ta mà rốt cục người ta phản không à?
chỉ có cái tật hay tin người thôi. Là anh nhất là dễ tin người. Còn cái ưu điểm của mình là cái gì? Còn cái điểm mạnh thì nói chung là chịu khó. Đã không làm thôi, làm cho tới bến này thôi. Làm khi nào mà thí dụ mà khách mà đông á, mà buôn bán từ sáng đến khuya cũng được, không quan trọng. Chỉ cần hai vợ chồng mà vui vẻ thì là làm như trâu như bò cũng được, không quan trọng vấn đề đấy. Vậy rất là chịu khó. Từ bé đến lớn là chỉ biết làm chứ không biết chơi gì. Cái gì cũng buôn bán được hết. Giỏi ha. Hồi trước anh cũng kinh doanh rồi và cũng đã từng là chủ rồi. Mà bây giờ mình cũng nói chung là nó cũng trong con đường buôn bán kinh doanh nó cũng không may mắn. Nên bây giờ mình đã đi ra ngoài mình làm ngoài. Nhưng mà cái ước mơ của anh là anh vẫn muốn quay lại kinh doanh hay là muốn đi làm ngoài luôn. Ví dụ như mà cái này mình cũng kinh doanh hàng thịt heo nó quen rồi. Nếu mà ai mà buôn bán kinh doanh heo cộ gì ấy về cũng buôn bán được hết. Nói chung làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà anh là đầu bếp hả? Cũng đầu bếp. Ờ anh nấu ăn ngon không? Chắc ngon thì lắm ha. Nói chung thì mình bán được thì khách phải ăn được. Ủa, đầu bếp chắc nấu ăn ngon lắm á. Vậy những người nào phụ nữ mà lấy anh về, anh có yêu cầu những chị đó có phải biết nấu ăn không? Hay là anh sẽ lo hết? Không, chỉ cần cái người phụ nữ ấy đứng đằng sau thôi là ok. Là anh nấu hết, đảm đương hết. Làm được hết. Quá giỏi hả? Các loại nước lèo, bánh căn này, cái gì, heo, cộ, gà, vịt làm được hết, không có cản ngại gì. Đã từng là một đầu bếp rồi và đã từng có quán ăn rồi. Thì cái điều đó chắc anh cũng nắm trong tay hết. Nếu mà ai mà nhà nào có mặt bằng thì càng tốt, mình không phải đi mướn mặt bằng. Chứ giờ mình đi mướn mặt bằng giờ nói chung cũng phức tạp nhiều cái lắm. Làm bao nhiêu thì mặt bằng ăn hết. Còn mình có mặt bằng thì mình ăn đủ. Nói chung là cũng chỉ muốn lên để tìm một người phụ nữ nào là hợp ý, hợp tình với mình. Đúng rồi. Rồi về cùng nhau lo làm ăn. Đúng rồi. Một ước mơ cũng đơn giản thôi, cũng không cần đúng phải người phụ nữ. Đúng rồi, chỉ cần đơn giản thôi chứ còn không có đòi hỏi gì hơn ấy. Không cần phải một người phụ nữ cao sang nào hết. Không cần. Bởi vì mình muốn ấy là tự mình hai bàn tay làm ra chứ không có lệ thuộc một ai hết. Thế thì làm sao mà anh biết cái chương trình của tụi em mà anh tìm ra đây? Thì cũng theo dõi cũng lâu rồi. À, theo dõi cũng kênh theo lâu dõi rồi hả? Mấy tháng nay rồi. Dạ. Yeah. Thì nói chung là hôm nay cũng mạnh dạn lên YouTube để tìm một lửa con nạn. Thế lên đây rồi hai người con của mình, các cháu có phản đối gì không? Cái nó lòng nòng mà. Nó còn đổ ba, từ ba đi trước con đi trước ba, rốt cục nó chia tay nhau rồi. À, là con gái có con trai, con gái có người yêu rồi cũng chia tay. Con gái, à? Ừ, nó chia tay. Nó cứ bảo ba từ từ ăn cưới để con đi cưới trước rồi ba cưới sau. Ý là con gái mình nó vẫn vui vẻ cho mình đi tìm hiểu không? Có chứ. Là anh tự mẹ nó mất bà mình cũng nuôi nó đàng hoàng mà. Ừ. Bây giờ các cháu cũng lớn hết rồi. Đúng rồi. Ê, cháu nhỏ đã ra trường chưa? Chưa, cháu đang học trường nghề, còn con bé lớn thì đi làm nó tự lo bản thân nó được rồi. Ồ, nói chung là cũng đỡ rồi ha. Đúng rồi, giờ chỉ có lo cho thằng Út thì cũng nhẹ mà. Bây giờ anh, nói chung là cuộc sống cũng thoải mái ha, không có cái gì. Đúng rồi, nói chung là bây giờ thì cứ, nói chung là cuộc sống bây giờ đủ ăn, đủ xài, chứ còn dư thì cũng chưa có dư. Thế anh có cái quan điểm như thế nào về cái tình yêu và gia đình? Thì nói chung là chỉ cần cái người phụ nữ biết thương yêu chăm lo cho gia đình là được rồi. Chứ cũng không có đòi hỏi gì đâu, bây giờ mình có cái gì đòi hỏi nữa đâu. Chỉ cần cái người phụ nữ ấy hiền lành mà biết chăm chỉ, biết chia sẻ gia đình mình là ok rồi. Nếu như mà anh mà làm được nhà tiền thì anh là người giữ tiền hay là vợ mình sẽ là người quản lý? Nói chung là nếu mà ai mà giữ được thì giữ, không sao hết. Chồng vợ cũng được ha. Đúng rồi. Không quan trọng ha. Đúng rồi. Yeah. Miễn là biết chăm lo cho con cái gia đình thì không quan trọng ai giữ cũng được. Nói chung là anh cũng khá dễ tính nhỉ. Thế cái gì cũng được hết. Chỉ có một cái không được đó là cái tin người quá. Đúng rồi. Thế từ trước anh bị bao nhiêu người lừa rồi? Thì nói chung là cũng cho vay nó giật hết nhiều. Rồi thì là cũng bị trước vẫn con nhỏ người làm cũng chưa tin, chưa có tìm hiểu sao
cho vào nó ăn cắp một mớ tài sản này. Trời ơi, thế thì đã từng bị ai lừa về tình chưa? Tình thì chưa có lừa, chỉ có mình lừa làm ăn thì là cái chính thôi. Nói chung là lừa về tiền bạc thì có, chứ còn tình cảm cũng chưa bị ai lừa. Thôi thì đó vẫn là may mắn. Thế bây giờ tới thời điểm bây giờ anh đã rút ra được bài học cho bản thân mình chưa? Nói chung cái này là cũng rút được nhiều rồi. Qua rất là nhiều người lừa mình, bây giờ đã rút được rồi. Bây giờ chắc cũng không có dễ tin nữa hả? Mà bây giờ thông qua chương trình này, ví dụ như mà có một cô nào đó khoảng tầm cái chỉ tiêu của anh đặt ra là 40 tới 60 tuổi, nhưng mà có một cô nào đó khoảng 65 tuổi mà muốn làm bạn với anh, muốn kết nối với anh thì anh nghĩ như thế nào? 65 thì lớn quá. Quá hả? Tầm 60 thì được đúng không? 65 thì lớn quá hả? Ý là không hợp với mình hay là sao? Già quá không, không quá ấy đúng không? Già quá là không xứng hả? Thế anh có cần một người phụ nữ có nhan sắc không? Phải đẹp không? Hay là nói chung nhìn được rồi, không có phải đòi hỏi đẹp. Nói chung là mình chỉ nghĩ là người ta một cái lết đánh chết cái đẹp thôi, chứ không có quan trọng là phải đẹp. Đẹp mà cái lết không có thì chẳng làm gì. Mình thích một người ốm hay là mập hay là sao? Nói chung nhìn tương đối được rồi. Sao cũng được hả? Anh quá dễ rồi. Rồi, thế hôm nay lên chia sẻ với chương trình này thì anh còn lời nào anh muốn nhắn gửi tới cộng đồng mạng của những người đang theo dõi cái video này không? Thì đây hôm nay các em mà có coi cái chương trình của anh ấy, thì nếu mà em nào cảm thấy cái câu chuyện của anh đưa ra như vậy mà phù hợp với tụi em được á, thì tụi em cứ kết nối số điện thoại của mấy anh trên màn hình, số điện thoại trên màn hình. Hay đọc được xem số màn hình này, rồi kết nối để nói chuyện với anh. Nếu mà cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không mình cứ coi như là bạn bè đi, thoải mái đi. Nói chung là mà các cô, các chị mà cứ yên tâm, khi ai mà đã lên chương trình của anh em ở đây thì anh em đã xác minh rồi, xác minh đúng đắn thì mới lên chương trình, chứ những người tầm bậy tầm bạ là anh em không có tiếp. Nó thẳng như vậy, nên là khi mà quan trọng là có hợp hay không thôi. Anh hiểu cái này em nói không? Đúng đó, rồi. Còn khi mà muốn giới thiệu cho anh ai thì em cũng phải xác minh coi như thế nào đáng ha, rồi mới giới thiệu cho mọi người, để cho nó cái uy tín nó vẫn phải đi hàng đầu nhá. Rồi còn cái chuyện mình hợp với nhau hay không thì mình tính sau. Rồi, thì hôm nay anh lên với chương trình, anh có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh này và video này của anh để chia sẻ lên tất cả các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, anh có đồng ý không? Đồng ý chứ. Rồi. Đây mình xin góp ý kiến anh này. Bây giờ mấy em ấy đừng có ngại gì nữa. Bây giờ mỗi nhà, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi cảnh đều ai cũng có cái nỗi khổ riêng của ai hết. Chứ nhiều khi đừng có vì cái tự ái, cái tôi của mình mà nhiều người cũng bị cứ ở một mình mày cũng tủi thủi buồn lắm. Nói chung cái tầm tuổi mình là tìm cái người thương yêu thật sự, lửa mặn này ghép lửa mặn kia cho nó ấy, cảm thấy hợp nhau thì đến nhau. Chứ mình đừng có vì mà với 70 tuổi, với 65 tuổi người ta lên đầy đấy, người ta cũng kiếm được đầy chứ. Mình cứ vì tự ái, nói thẳng một câu bây giờ chẳng có con cái nào nó chăm no cho mình đâu. Mình chỉ nghĩ vì ông chăm bà chăm ông, lúc ốm đau nó tổn thương nặng lề lắm. Tự cũng bị rồi, mình bị rồi. Thì mình cứ mạnh dạn lên. Ốm đau không ai ngó ngàng, mình cũng tủi thân tủi phận. Vợ anh cũng mất 7-8 năm rồi hả? Rồi, thì lúc con cái thì nó lớn thì nó sẽ lấy vợ, lấy chồng. Thì nó cũng, bản thân mình cũng chỉ sống một mình thôi. Đúng rồi. Nên là cái người mà gắn, người ta bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông đúng không? Đúng rồi, chứ đừng có bảo con bây giờ nó chăm no không có đâu, đừng có mơ. Đúng rồi, nên là thôi thì cứ cái quan điểm của anh là cứ mạnh dạn lên. Các đúng chị rồi. Nào muốn kết nối với anh Trúc Duy ở đây đúng thì cứ liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ ghép đôi với mọi người để có ghép đôi với anh Trúc Duy này, thì có cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà được tiến tới thì mình cảm thấy hợp nhau thì mình tiến tới. Không, mình cứ coi như bạn bè giao lưu bình thường đi. Đúng rồi. Chia sẻ vui buồn đi chứ có gì đâu bình thường mà. Đúng rồi. Thì hôm nay tụi em cũng trước hết là sẽ ghi nhận cái câu chuyện của anh, thì sẽ chia sẻ lên cộng đồng mạng. Rồi các chị nào, các cô nào cảm thấy mà hợp với anh Trúc Duy thì hãy liên hệ với tụi em qua số điện thoại trên màn hình, nhắn tin vào Zalo cũng được, hoặc là gọi trực tiếp cũng được, thì anh em sẽ tìm hiểu và kết nối với anh Trúc Duy ha. Rồi anh một lời nữa kết thúc chương trình, anh có lời nào anh muốn nhắn tới quý vị khán giả không? Chào mọi người nào. Lần cuối xin chúc cộng đồng mạng có nhiều sức khỏe,
và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc các anh em Tutupi làm những cái việc này càng ngày càng lan tỏa, giúp đỡ mọi người từ cái mảnh đời này có thể sang mảnh đời kia, và tìm ghép cái mảnh đời này ghép nối kia. Đúng rồi, xin hết nhé. Rồi, em cảm ơn anh. Thì cũng cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã theo dõi cái câu chuyện ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì cũng xin nhắn gửi đến toàn thể mọi người, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con cái bỏ đi, nếu ai muốn tìm một nửa yêu thương của mình, muốn tìm người yêu, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ cho toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Và mọi người cũng đừng quên để lại những lời bình luận phía dưới video này để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Rồi, xin cảm ơn và xin kính chào.